Đấy, xin chào bạn, tôi sĩ sóc Việt Đức đây, ngoài một trường Việt Nam. Hơn 20 tuổi, hai mấy rồi? 20 tuổi. Đây bạn thấy bị hẹp bao quy đầu, viêm. Đấy, mà có rất nhiều mủ. Đấy, rất là kinh khủng. Ok, hãm ngắn. Bạn này thì bạn ấy bảo là bạn ấy chưa quan hệ bao giờ. Thế nhưng mà bác sĩ thì không tin. Tại vì những cái trường hợp như này gần như là rất ít khi mà không quan hệ mà nó cũng bị như này. Thế là sinh viên bách khoa, sinh viên chắc là ở môi trường của nước của em như này, nguồn nước ấy. Thế khi mà thủ dâm xong thì em có hay vệ sinh không? Giấy vệ sinh. Với giấy thôi thì chứ không có rửa nước rồi. Đấy cũng là có thể một nguyên nhân. Đấy, khi mà em quan hệ hay em thủ dâm xong ấy, thì em phải lộn ra em rửa bằng nước thì nó mới sạch được, em hiểu không? Đấy, chứ còn em lau thấm bằng giấy thì nó nhiều khi giấy nó cũng vi khuẩn đấy.